Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin về một tổ chức, không, một giáo hội đã tồn tại rất lâu về trước trong The Backroom. Đó chính là giáo hội The Lost. Vậy họ là ai? Đến từ đâu? Chúng ta hãy cùng đi sâu vào phân tích thông tin của giáo hội này nào. The Lost là tên của một giáo hội lâu đời đã tồn tại trong The Backroom hàng ngàn năm về trước, khi các nền văn hóa cổ đại khác nhau đã liên minh lại thành một cộng đồng cực kỳ lớn với nhiều đảng phái kín đáo. Mỗi phe của The Lost có văn hóa, quy tắc và thái độ khác nhau với các tổ chức khác nhau trong The Backroom. Giáo hội The Lost đã tồn tại, được thành lập và đã nhìn thấy một phần lịch sử của The Backroom mà không một tổ chức nào hiện nay có thể chứng kiến được. The Lost đã tham gia vào một số sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Nổi bật nhất là sự kiện phong ấn thực thể số 987, God or Love of Fire 32, hay còn được gọi với cái tên khác là Shadow. Nếu bạn nào muốn biết chi tiết sự việc thì hãy xem hai video này nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả. The Lost cũng đã từng hợp tác với tổ chức MEG nhằm tiêu diệt thực thể số 3, Smiler, bằng vật phẩm số 3. Thế nhưng, MEG đã không may phá hỏng vật phẩm đó theo một cách khá là tệ. Điều này khiến cho quan hệ giữa The Lost và MEG ngày càng trở nên tệ hơn. Còn sự việc đã xảy ra như thế nào thì mình sẽ làm một video riêng trong tương lai. Số lượng thành viên chính xác của The Lost vẫn còn là một ẩn số do tính chất hướng nội của giáo hội nói chung và các thành viên trong đó nói riêng. Người ta cho rằng giáo hội có thể có từ 50 đến hơn 500 cá nhân. Các mối quan hệ trong The Lost được chứng minh là khá phức tạp nhưng lại đồng bộ, vì chỉ cần gây chiến với bất kỳ phe nào thuộc The Lost thì đồng nghĩa với việc bạn đã gây chiến với toàn bộ giáo hội. Do mối liên kết bền chặt giữa các thành viên trong hội nên tốt nhất bạn không nên làm điều này. Sau đây, mình sẽ nêu những thông tin chi tiết về những phe đồng minh đã được ghi chép lại của The Lost. The Lost Sun là một tập thể các dân tộc Bắc Mỹ cổ đại, chẳng hạn như người Maya, đế chế Inca và một số bộ lạc thổ dân châu Mỹ như Sioux. Họ được cho là phe đồng minh đầu tiên của The Lost. The Lost Sun là một trong những cộng đồng đã phát hiện ra The Backroom sớm nhất và được cho là tổ chức lâu đời nhất vẫn còn sống sót trong The Backroom cho đến hiện tại. Thậm chí, họ còn tồn tại trước cả tổ chức MEG. Hầu hết các tổ chức khác như BNTG, Backroom Robotics hay UEC đều được thành lập trong The Backroom ít nhất là sau hàng thế kỷ. Mặc dù tuổi chính xác của The Lost Sun gần như là không thể xác định, các bộ tộc và các nhóm cổ đại bắt đầu được hình thành khi các nhóm này đã bằng cách nào đó rơi vào The Backroom cùng một lúc. Cuối cùng là thành lập nên một liên minh với nhau với mục tiêu là xây dựng lại nền văn minh mà họ đã đánh mất. Đó cũng chính là nguồn gốc của cái tên The Lost, hay được dịch tạm ra là những kẻ lạc lối. Thế nhưng, ngày qua ngày, những kẻ này vẫn chưa tìm được lối thoát ra khỏi The Backroom. Họ bắt đầu chấp nhận việc sinh sống ở đây, từ từ tập hợp và truyền bá các nhóm và những thành viên khác một cách bí mật trong nhiều năm. Vì luôn làm mọi thứ một cách ẩn giật và bí mật, tổ chức MEG và hầu hết các cộng đồng lớn hơn trong The Backroom không hoàn toàn biết sự tồn tại của The Lost trong một khoảng thời gian dài. The Lost Sun có một lối sống du mục. Họ thường chia thành nhiều nhóm và mở rộng quy mô khắp một level cho đến khi cuối cùng thống nhất được level đó với nhau. Và họ sẽ thống nhất level đó kiểu gì? Đó chính là bằng một cuộc đi săn. Cuộc đi săn này sẽ diễn ra nhiều ngày với các thành viên của The Lost Sun đi tiêu diệt các thực thể hoặc đi lượm nhặt các vật phẩm. Sau cuộc đi săn, họ sẽ tiêu thụ và sử dụng các chiến lợi phẩm của mình và cuối cùng là lặp lại quá trình đó ở một địa điểm khác. The Lost Sun thường đi săn ở các level như level 1, level 3 và level 5. Các tiền đồn và căn cứ của The Lost Sun ban đầu được thiết lập khi họ mới đặt chân đến một level và quy mô hoạt động là khá lớn. Lời khuyên là bạn không nên tiếp cận những căn cứ này để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Còn nếu bạn muốn trở thành một thành viên của The Lost Sun, bạn phải thể hiện sức mạnh thể chất vượt trội và khao khát được sống như các thành viên trong giáo hội. Bước đầu tiên và cũng là khó nhất, đó chính là tìm một người lãnh đạo sẵn sàng giám sát việc đào tạo những kẻ muốn tham gia. Sau đó, những kẻ mới đến sẽ được giao một số loại nhiệm vụ săn bắn, có thể từ giết chết một skin stealer đến thực hiện những việc cực kỳ nguy hiểm như đặt chân đến level huyền bí, The Hive. Sau đó, bạn sẽ phải học ngôn ngữ của The Lost và cùng các thành viên của The Lost thực hiện một cuộc đi săn và nó phải thành công. Nếu bạn đã đáp ứng đủ những điều kiện trên thì chúc mừng, bạn đã trở thành một thành viên của The Lost Sun và là một phần của xã hội The Lost. The Lost Legion là một phe đồng minh của The Lost được thành lập bởi những người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Họ đã phát hiện ra The Backroom trong thời kỳ chiến tranh Pyrrhic, tức
là từ khoảng thời gian năm 280 đến năm 275 trước công nguyên. Sau đó, họ đã thành lập một nhóm lớn trước khi quyết định hợp tác với The Lost Sun. Mặc dù The Lost Sun và The Lost Legion ban đầu có sự khác biệt trong văn hóa, nhưng The Lost Legion đã bất chấp mọi thứ để hợp tác với họ vì họ nghĩ rằng The Lost Sun là những chiến binh vĩ đại và sẽ là những đồng minh quan trọng của họ. Từ đó, The Lost Legion ra đời. The Lost Legion coi trọng việc săn bắn. Tuy nhiên, họ làm vậy vì vinh quang của một trận chiến hơn bất kỳ loại phong tục, văn hóa hoặc tôn giáo nào. Nó giống như kiểu cảm giác hiếu thắng vậy. So với The Lost Sun luôn tìm cách mở rộng lãnh thổ hoạt động và đi săn, The Lost Legion sống một lối sống ít vận động hơn, có tiền đồn và các căn cứ cộng đồng khác ở khắp Level 2 và Level 3, vì đây là những địa điểm dễ tiếp cận nhất để săn bắn. Đồng thời, phe này thể hiện sự thù địch với bên ngoài hơn nhiều so với The Lost Sun, vì vậy rất ít thông tin được thu thập về văn hóa và phong tục của họ. Họ cũng nói ra một ngôn ngữ khá kỳ lạ, chưa được dịch kỹ càng như ngôn ngữ của The Lost Sun, vì vậy nên rào cản ngôn ngữ là khá gay gắt. Nếu The Lost Sun di chuyển đến một level mà The Lost Legion đang chiếm giữ trong một cuộc săn bắn, ví dụ như level 2, những thành viên của The Lost Sun sẽ cư trú trong những tiền đồn của The Lost Legion trong khi đi săn, chứ không phải xây thêm một căn cứ tạm thời của riêng họ. Có thể nói, tất cả những gì người ta biết về phong cách sống và phong tục của The Lost Legion là một lối sống tương tự như ở xã hội Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên giờ đây, họ cho phép các thành viên có tôn giáo khác nhau thờ cúng các vị thần La Mã hoặc Hy Lạp, và các thành viên có thể thờ cúng các vị thần đó một cách tự nhiên mà không gây tranh cãi giữa những cá nhân trong hội. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người La Mã và những người Hy Lạp rơi vào The Back Room đã buộc phải làm việc cùng nhau để tìm cách thoát ra khỏi The Back Room khi họ vô tình đặt chân đến đây. Và kể từ đó, hai nền văn hóa đã hòa làm một và trở thành một nhóm gắn kết. The Lost Legion đã từng đe dọa chiến tranh với nhiều nhóm khác trong quá khứ. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ hành động trước, vì nó sẽ làm liên lụy đến những phe đồng minh có quyền lực hơn của The Lost nói riêng và làm tổn hại đến danh tiếng của The Lost Legion nói chung. Và đó chính là một chút thông tin về giáo hội The Lost. Giáo hội này vẫn còn quá bí ẩn, một giáo hội không quá lớn nhưng lại lâu đời và rất hùng mạnh. Họ đã chứng kiến những thứ mà các tổ chức hiện nay chưa hề biết. Họ đã tham gia vào những sự kiện mà chỉ có họ biết được sự thật. Đồng thời, có lẽ còn rất nhiều phe đồng minh thuộc The Lost khác còn quyền lực hơn hai phe đồng minh nói trên. Tất nhiên, thông tin sâu hơn về nó vẫn chưa được tìm hiểu. Bạn nghĩ sao về The Lost? Hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn bên dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.